Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 4 giờ chiều, nhưng mà thực tế clip này được ghi vào lúc 15 giờ 22 phút của ngày 12 tháng 12 năm 2021. Và như các bác đã thấy, clip mà tôi để 2 giờ trước, nghĩa là khoảng lúc 1 giờ chiều, thì tôi có để một clip rằng là Siêu Phương Hằng khóc nức nở trước ngày đóng cửa quỹ Hằng Hiếu. Và trong clip này thì Siêu Phương Hằng Và có cùng các bác nói rằng là nhìn lỗi lại tại cái vấn ai, đề này, đúng không? đặc biệt liên Lỗi quan tới tại Hằng Hiếu Hàn nha. Ni Cảm và ơn nhà tất cả báo các Đức bạn. Hiển. Mời các bác nghe lời Siêu Phương Hằng. Clip này đạt được khá nhiều Đó lượt là cảm xúc thật của tôi. khá nhiều lượt Vì tôi rất thương lượt nước, bình luận, yêu dân, và tôi thương xin chia những sẻ với người các bác nghèo, toàn bộ những cái bệnh bình luận tật. để các bác có thể cùng Và theo dõi mỗi lần nha. tôi nghĩ đến Chúng ta hãy cùng nghe những cái bình luận mà tôi sẽ đọc nguyên văn để các bác có thể thấy rằng là không hiểu tại sao mà đến thời điểm này Siêu Phương Hằng có lẽ nên tự hỏi lại mình, bởi vì không hiểu tại sao, tôi phải luôn nhắc lại từ không hiểu tại sao mà rất nhiều người quay lưng lại với Siêu Phương Hằng, và đặc biệt là dùng khá nhiều cái từ ngữ nặng nề. Xin báo cáo các bác như thế này. Bác Hà Nguyễn thì nói rằng là tiền của mình thì làm sao phải sợ, làm sao mà phải đóng. Đó. Bác Như Long Nguyễn thì nói, qua việc đóng cửa quỹ Hằng Hiếu lại nhớ đến bài thơ của Phùng Quán, một nhà thơ trong nhóm nhân văn giai phẩm, đó là bài Yêu Ghét. Đã yêu thì bảo là yêu, nếu đã ghét thì dẫu kề dao vào cổ bắt nói yêu cũng quyết không nói, dẫu là yêu thì cũng sẽ như vậy. Đó. Bác Anubis thì nói thế này, tâm trạng nhiều vấn đề, mượn cớ để khóc, cứ diễn mãi. Nếu đạo đức thì dù ai nói ngược, nói xuôi, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân, mượn cớ. Bác Văn Sự Nguyễn thì nói, ai hại người dân miền Trung vào mùa lũ lụt, không ai cứu giúp, ba chấm. Bác Định Nguyễn thì nói thế này, nước mắt cá sấu của người không bao giờ nhớ đến những gì mình đã nói, và cũng không bao giờ thực hiện mình đã hứa, những giọt nước mắt giả dối, và được tới 21 lượt, lượt like. Bác Thanh Trịnh, mấy ngày hôm trước thì còn hùng hổ, sao nay khóc nhè vậy, mà từ thiện khó ở chỗ nào nhỉ? Thấy ai khổ thì giúp, làm theo tâm của mình thôi, đừng làm hết việc của xã hội, hãy làm sao để lan tỏa yêu thương, hãy làm sao để mọi người hết nghèo khổ, đấy mới là từ thiện gốc, còn từ thiện ngọn thì chỉ là ban ơn. Và bác Hoàng Nguyễn nói thế này, nếu đạo diễn nào đang cần tìm đóng phim hài thì nên chọn bà này vào vai thì chắc chắn là rất rất ba chấm. Bác Bình Nguyễn Thị thì đơn giản, nói một câu, bà Hằng diễn hài kịch hay phết và đạt 13 lượt like. Bác Tuấn Phương 304, khóc cho dân miền Trung mùa lụt đang ngóng chờ 200 tỷ, ba chấm. Bác BBQ Giấy Mèn thì nói thế này, xã hội này không chỉ có một quỹ từ thiện, cả xã hội này không chỉ có một doanh nghiệp, đất nước này không chỉ dựa vào một doanh nghiệp hay một quỹ từ thiện nào. Do vậy, Đại Nam hay Hằng Hiếu cũng chỉ là một cá thể. Có đầy người trong xã hội này đang phấn đấu từng ngày. Bà chỉ là một hạt cát, chả có gì mà có quyền lên mạng xã hội làm phiền kẻ khác. Tôi vẫn đang chờ đợi pháp luật nhận ra điều đó để dẹp yên vụ này. Cả hai vợ chồng rất thối tha và khuất tất và đều nói giọng đạo đức giả, càng nghe càng muốn chửi. Bác Tuấn Anh Trần thì nói, nó khóc xong thì lại chửi như không có chuyện gì, sợ thật. Và được 7 lượt like. Bác Bạch Diệp Trần thì nói thế này, dù đang khóc, Nguyễn Phương Hằng vẫn thể hiện cái sự lươn lẹo, gian manh. Nếu làm đúng thì chẳng ai phá mình được. Hãy nhớ lại những gì mà Nguyễn Phương Hằng đã phá những người làm từ thiện. Nhưng rồi những người đó càng ngày càng được nhiều người yêu mến. Còn Nguyễn Phương Hằng thì không ai thương được. Và đạt được 5 lượt like. Bác Tùng Anh Đặng, nực cười quá, khóc thì khi mình không có tiền người khác cho tốt, nhưng cách này thì chỉ muốn kể công, tôi cũng hiểu tại sao lại vậy, nên tìm việc tốt cũng thật khó. Bác Xuyên Nguyễn Thị nói thì cũng rất đơn giản, nói thế này, chửi người ta cũng giỏi mà khóc thì cũng thật là hay. Bác Anh Quách thì nặng nề đề nghị kênh Trang Trang đừng đưa vụ này lên kênh làm bẩn mắt bẩn tai khán giả. Bác Phú Trịnh thì nói diễn sâu đến nỗi âm sâu vào lòng đất.
Bác Son Pin, tức là Mia Rup, thì nói thế này. Nghe chị nói mà chán chả buồn nghe, không đồng cảm nổi. Vợ chồng chị nói yêu nước, thương dân. Nhưng thương người nghèo mà nay đòi đóng quỹ, mai đòi đóng nhà máy găng tay với oxy, mốt đòi ra nước ngoài sống. Vợ chồng chị kêu làm bao nhiêu việc tốt mà không ai bảo vệ, đồng cảm. Nói vậy, chả phải pháp luật Việt Nam chỉ để làm cảnh thôi sao? Tiền của Đại Nam, của anh chị, quyết đóng hay mở là do anh chị, chứ Hàn Ni với Đức Hiển tuổi gì mà buộc anh chị phải đóng cửa. Một chứ một vạn Hàn Ni với Đức Hiển cũng chả làm gì được vợ chồng chị. Tôi xin lỗi Hoàng Dôn chứ, tôi không muốn xem hết clip này, nghe giả tạo lắm, vân vân. Và được 7 lượt tương tác, bác Trịnh Huỳnh thì nói như thế này. Đất nước sẽ bình yên khi không có bà này, vân vân. Và rất nhiều những comment khác. Tôi xin chia sẻ các bác thế này. Câu chuyện của chị Hằng trong cuộc khóc này ấy, thì nó là một cái câu chuyện mà phải nói rằng là có thể nói rất drama. Nếu như lần đầu tiên người ta thấy chị khóc và trong cái buổi livestream thì người ta có thể rất là đồng cảm. Bởi vì lúc đó có thể lượng thông tin người ta chưa đủ, nó chưa đầy đủ, cho nên là mọi người có một cái sự đồng cảm nhất định đối với chị. Tuy nhiên ấy, đến bây giờ những cái bài nó dùng đi dùng lại, dùng tái dùng hồi, gọi rằng là hết lần này đến lần khác, thì tự dưng á, nó mất tác dụng. Rất nhiều bác ở đây cũng đã nhận thấy điều đó rồi. Như bác Khôi Minh, bác nói như này: nghe mà thấy giả dối, mà nổi da gà. Phân tích thì nhiều lắm. Bác Đoan Kim cũng nói rằng là: thôi đừng khóc, bỏ 200 tỷ ra cứu trợ miền Trung đi, khóc làm gì, vân vân. Bác đệ tử Khâm Phục, Tâm Phục thì nói thế này: vừa khóc vừa cười ăn 10cc, vừa chửi bới thì lại vừa hát hò, chỉ toàn là trò trẻ trâu. Phim tình cảm kiểu này Việt Nam chiếu đầy khi xem đã không còn cảm xúc thật nữa. Phim tình cảm nhiều tập không ăn khách nữa rồi. Đó. Bác Loan Kim nói nước mắt cá sấu, con khủng cũng biết khóc, ngộ ghê, vân vân. Các bác có thể thấy rằng là rất nhiều người đã nhận ra được cái bản chất đó. Khóc, nhưng mà các bác có thể thấy rằng là bây giờ rất khó tìm ra người có thể đồng cảm nổi với cả cái việc khóc của chị. Bởi vì, trời ơi, hết lần này tới lần khác, hết buổi này đến buổi khác, rồi khóc lóc. Nhưng mà tuyệt đối thì lại rất là mất trí nhớ khi mà người ta nhắc tới 200 tỷ. Rất là mất trí nhớ khi người ta nhắc tới 15 triệu liều vaccine. Nhất là mất trí nhớ khi người ta nói tới một cái vấn đề gì đấy của Đại Nam. Và khi mà có vấn đề gì thì bắt đầu rằng là lôi cái việc mà từ thiện, lôi cái việc rằng là quỹ hàng hữu, lôi cái việc là oxy ra, coi như là để mặc cả với cộng đồng, coi như là con tin của cộng đồng. Việc từ thiện thì nó phải từ tâm chứ. Nếu không từ tâm thì làm cái gì? Tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều lần với các bác ở trên kênh, nói rằng là wow, nếu mà chị mà không muốn đóng quỹ hàng hữu, không muốn đóng cửa Đại Nam, không muốn làm á, thì kể cả, xin lỗi các bác, kể cả Tổng Bí Thư, kể cả Chủ tịch nước, kể cả bất cứ ai, chỉ cần chị làm đúng pháp luật, thì không ai có thể bắt chị dừng quỹ hàng hữu được. Nói gì tới một nhà báo, nói gì tới một người mà rất là bình thường, đúng không ạ? Cho nên ấy, cái việc đổ lỗi như vậy thì rất là vô lý. Và người ta cũng không hiểu rằng là chị lên mạng để làm gì, lấy cái sự đồng cảm, lấy cái sự thương hại của mọi người chăng? Hay rằng là đang huy động một cái lực lượng để làm một cái điều gì đó, để mưu đồ làm một cái điều gì đó. Và bây giờ các bác có thể thấy rằng là những lượt livestream của chị ấy, hầu như tôi thấy rằng là hầu như là người ta cũng không biết phân tích, người không biết suy luận gì hết. Người ta cũng không biết là nói gì với chị. Người yêu thì chỉ biết thả tim, người ghét thì người ta phân tích thì chị đâu có nghe đâu. Đó. Cho nên là tất cả những cái thứ đó, các bác thể thấy rằng tôi lướt những cái comment này thì gần như ấy, là 100%, gần như 100% là những người mà phản đối cái việc đó. Đó. Rồi là trong cả một cái buổi livestream thì người ta cũng thấy rằng là lúc chị khóc, lúc chị cười, sau đó chị lại ca hát, chị lại chửi. Rất nhiều cái cung bậc, nhưng mà nó không hề liên quan tới nhau. Và có mỗi cái việc từ thiện thôi mà phải nói rằng là, mà việc từ thiện cũng đang có rất nhiều vấn đề. Có kê khống hay không, có làm gì hay không. Tại sao khi người ta cứ nhắc đến quỹ từ thiện của chị là chị lại lảng đi và chị lại đổ lỗi, rồi chị đã tạm dừng chị đóng, rồi chị đổ lỗi cho người khác. Trong khi đó rằng là
Chị có thể là chị nói hết người nọ đến người kia, hết nghệ sĩ nọ, hết nghệ sĩ kia. Chị bảo người ta ăn chặn, chị bảo người ta làm gì đó, chị tố người ta ra công an, chị tố nọ tố kia. Nhưng mà bây giờ cũng đã tìm được gì đâu. Vậy thì con người ta lớn rồi thì cũng phải biết chịu trách nhiệm về lời của mình nói chứ. Đâu có phải rằng là không, đúng không ạ? Cho nên ấy, cái bài này báo cáo với các bác rằng là bài này ấy, thì dùng mãi rồi, không thể nào dùng được nữa. Và người ta chỉ nói rằng là chị diễn sâu quá, thôi đừng diễn nữa. Khán giả hết rồi, bây giờ khán giả thông minh rồi, khán giả không có một cái gì đó cả. Người ta bây giờ bình luận thì tôi cũng chẳng biết bình luận với các bác thế nào nữa. Bởi vì gần như là mình cạn lời. Những cái gì mình nghĩ, cái văn hóa đạo đức ấy, là nó chỉ đến thế thôi. Nhưng không ngờ mà khi tôi xem cái drama này, tôi thấy nó xuống cùng cực luôn, nó cùng cực luôn. Và đặc biệt là nhờ chị mà rất nhiều những cái YouTuber bẩn, những YouTuber dơ, nó có một cái cơ hội sống, nó có một cái cơ hội để mà lan tỏa những cái điều mà tôi cho rằng là phi văn hóa và phản văn hóa. À, lúc nào tôi sẽ chia sẻ với các bác một vị lãnh đạo. À, những cái năm 1990s thì vị lãnh đạo này có đến Hà Nội và có nói rằng là lãnh đạo ấy trước tiên ấy, là phải người là người có văn hóa. Trước tiên là phải người có văn hóa để thấy rằng là từ những cái năm đó người ta đã thấy rằng văn hóa bắt đầu xuống cấp rồi. Nơi người ta bắt đầu coi trọng cái đồng tiền và người ta lấy tiền ra để khè nhau, lấy tiền ra để làm gì đó. Và các bác có thể thấy rằng là văn hóa đạo đức suy đồi mà chúng ta chỉ có ngồi yên, chúng ta chấp nhận cái sự thật đó và chúng ta không có cái gì để cải biến thì như vậy khéo rằng chúng ta cũng là một cái kẻ đồng lõa. Và khi đã là kẻ đồng lõa thì các bác có thể thấy càng ngày những cái việc đó nó càng được phát triển. Chúng ta không chăm cái cây cỏ dại nhưng chúng ta cũng không nhổ nó đi thì đến một ngày nó sẽ tràn ngập cái khu vườn. Và những cái gì tốt đẹp của khu vườn, những cái gì có ích của khu vườn sẽ bị những cái cỏ dại đó, những cái cây độc đó xâm chiếm. Việc tốt thì khó lắm, nhưng việc xấu thì rất là dễ học. Thế cho nên là tôi cũng mong rằng là các bác hãy cùng chung tay để mà loại trừ những cái văn hóa xấu này. Loại trừ những cái văn hóa xấu này ra khỏi cuộc sống để mà trả lại cái bầu không khí trong sạch, trong lành cho mạng xã hội. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.